Thật tuyệt vời khi đứng nói chuyện với mọi người ở khắp thế giới. Và tôi có một nhắn nhủ rất rất quan trọng hôm nay. Có thể là một sự việc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Bởi vì chúng tôi cần làm rõ một số thông tin về tổ chức của chúng tôi, về công ty của chúng tôi, nơi chúng tôi đang làm việc, và những dự định của chúng tôi. Thật sự chúng tôi đang làm ngay bây giờ. Tôi cần phải thuyết trình để thuyết phục đồn cảnh sát, pháp luật. Tôi cần bạn hiểu vì sao chúng tôi quan trọng cho đất nước của bạn. Và những nhà báo cần nghe buổi này để thấy và hiểu tại sao chúng tôi khác biệt. Điều gì sẽ thay đổi thế giới về những gì chúng tôi đang làm và tại sao nó lại rất quan trọng. Tôi đã nói với lãnh đạo của các bạn về cam kết lâu dài và đam mê mà bạn cần thúc đẩy để làm cho nó phát triển bền vững. Chúng tôi cần làm việc với các bạn lâu dài và chúng tôi nói chuyện với hàng triệu thành viên, những người mà tôi đứng đây vì họ, những người mà tôi thấy các nhóm thực sự lắng nghe, những người mà tôi thấy nhóm của họ đang hình thành và thực sự là có nhiều vấn đề, nhiều thời gian mà các bạn cần phải cân đối cho phù hợp. Nhưng nó không phải là quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi định vị tổ chức của chúng tôi ở châu Âu, nơi mà chúng tôi cần phải tuân thủ sự minh bạch và nơi chúng tôi cần phải trả tiền cho luật pháp và việc đăng ký trong cộng đồng châu Âu. Tại sao chúng tôi lại quan trọng? Nó quan trọng vì chúng tôi cần bạn biết và hiểu rằng chúng tôi ở đây cho một kế hoạch lâu dài. Chúng tôi cần loại bỏ những nghi ngờ mà chúng tôi đang có trong ngành công nghiệp này và những lo lắng của mọi người về chúng tôi là ai, chúng tôi là gì. Chúng tôi cần trở nên minh bạch và tuân thủ nơi chúng tôi đăng ký. Khi ICT được hình thành theo cách của nó, chúng tôi sẽ đảm nhiệm ngày càng nhiều về trao quan và tổ chức và mạng lưới, và tôi là CEO của tổ chức này. Vì vậy, không có bất cứ điều gì cần phiền lòng và lo lắng về, bởi vì chúng tôi biết chúng tôi đang đi đâu và vì sao. Tôi đã thấy các nhóm ở đây, vì chúng tôi dự định cung cấp thư viện trao quan với nhiều sản phẩm mà các bạn có thể thấy và tìm được vì bạn cần nó. Sản phẩm mà bạn có thể tiêu thụ để làm ra lợi nhuận, để tiến cử, để bán, hoặc bạn có thể mua ở nhiều công ty, ở các bậc khác nhau. Những sản phẩm mà chúng tôi sẽ cung cấp trong mạng lưới, nó sẽ là điểm nổi bật của các sản phẩm để bạn có thể tìm đến nơi bạn đến theo cách bạn muốn. Và đây là luật để chúng tôi không bán các biện pháp tài chính, không ai làm đầu tư trong trao quan hoặc tập đoàn ICT. Không có lợi, tức đầu tư, bởi vì nó không phải là sự đầu tư. Chúng tôi bán sản phẩm, chúng tôi bán hệ thống, chúng tôi cung cấp và một thư viện bình thường mà trong một vài năm tới sẽ có vô số sản phẩm. Và khi chúng tôi đạt được vị trí đó, chúng tôi có các sản phẩm cho bác sĩ, lính cứu hỏa, đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ con. Chúng tôi sẽ lọc ra những sản phẩm khác biệt để phân phối đến đất nước của họ. Và đó sẽ là một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi không có tham vọng tham nhũng chính trị. Chúng tôi không ở đây vì chính trị. Chúng tôi ở đây vì những người cần công việc, những người cần thu nhập, những người cần kiếm tiền, hoặc những gì chúng tôi cần cung cấp cho họ. Và quan trọng hơn là những sản phẩm này sẽ nâng cao toàn bộ xã hội của bạn, bởi vì ngày nay, phần lớn các quốc gia khắp thế giới phải chờ 10, 15 và có lẽ là 20 năm để nhận được các công nghệ và các ứng dụng và phần mềm mà được các phân phối mỗi ngày trong năm trên toàn thế giới. 26.000 ứng dụng và phần mềm được phân phối mỗi ngày, 365 ngày một năm. Điều này rất quan trọng vì nhiều công nghệ sẽ tăng năng suất, hiệu quả và lợi nhuận. Và khi điều này diễn ra, hoa hồng kinh doanh sẽ được đưa cho đất nước của bạn. Mọi người sẽ có công việc làm, họ sẽ kiếm được tiền, họ có thể trả thuế, họ sẽ phát triển đất nước của bạn. Chúng tôi sẽ phá vỡ sự phân chia và phân biệt bóp méo chất lượng trên thế giới. Tôi về cơ bản tin điều đó. Và một điều quan trọng mà bạn có là tại sao điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây nếu nó có thể. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây vì cái gì đầu tiên, cái trứng đầu tiên hay gà mái đầu tiên. Nếu bạn muốn tham gia vào tổ chức này, bạn có thể tìm các sản phẩm trước khi bạn phải bán cho tổ chức. Bạn có thể bán cho tổ chức trước khi bạn có sản phẩm. Những gì mà trao quan có thể hình thành rất kỳ diện trong năm vừa qua, đó là những gì chúng tôi là một tổ chức của chính chúng tôi với hơn 6 triệu người, nơi mà chúng tôi có thể tìm được các sản phẩm của tôi, nơi mà thay đổi đất nước của bạn về cơ bản. Chúng tôi bây giờ có một con gà mái, và chúng tôi biết được chúng tôi có con gà mái. Tất nhiên,
chúng tôi sẽ lấy được cái trứng. Và nếu chúng tôi có một cặp gà trống, chúng tôi sẽ có hàng trăm con gà mái và hàng nghìn cái trứng. Chúng tôi đang biến điều đó thành sự thật. Và tôi tất cả các thành viên của bạn cam kết lâu dài với chúng tôi. Những lát cắt nhỏ xây thành một mảng lớn. Tôi cần bạn. Những người lãnh đạo trở thành những người hỗ trợ và dạy và nâng đỡ mọi người cấp dưới của bạn đến một vị trí kiến thức kinh doanh cao hơn. Và tôi cần bạn làm công tác giáo dục vì việc cải thiện giáo dục trở lại là một việc đáng cân nhắc. Tôi cần bạn lắng nghe sự truyền cảm hứng từ Peter Jacobson, từ những người như tôi, bởi vì về cơ bản tôi tin rằng một vài người nhìn về quá khứ, tin tưởng ở bạn, truyền cảm hứng cho bạn, giúp đỡ bạn không từ bỏ. Bạn sẽ đi đến mọi nơi, bạn sẽ là một phần của phong trào không tưởng này, và chúng tôi sẽ làm điều đó xảy ra. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.